Rồi, chiều hôm nay em cập nhật clip một con cái bô xin mẫu thùng dạo mẫu lưng đôi lớn con tàn nhất, tàn cũng cho chị tham khảo chữa là chữa trên 5 tháng anh chị, gần 6 tháng anh chị ơi. Đó, bò thì lọt vô tàn sắc nhất nha anh chị. Mẫu độ bò thì đang có voi đó anh chị ơi, ăn một máng có voi luôn. Đó, một màu đỏ mặt, lưng thẳng đòn dài, bốn chân là 8 móng sò, đuôi như cây chổi, rúng rồi chưa lúng chuyền, bốn vú đều, một màu đỏ mặt. Đó, xế tích thì nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, lông da sắc thẻm, rúng chuyền nha anh chị, đuôi như cây chổi luôn. Sau đây em vô cận cảnh xế tích cho anh chị tham khảo. Xế mặt nè, cỏ thì để già lên rễ luôn, nó mới sai, em mới sai nha anh chị. Đó, cái dàn lưng đó anh chị ơi. Đó, nhưng con bò chạy lên trời. Giờ đem quay clip này xong đi bắt bò tiếp anh chị. Đó, xây lưng đúng dạo, cổ rô đúng chuyện, bốn chân là móng sò anh chị, đuôi là đúng chuyện bài bản nè, bốn vú đều nè, chân móng nè, đuôi như cây chổi luôn, thì đuôi chà bá luôn, qua đen thui vù bạc anh chị. Cao thì tầm 1m40 mấy anh chị, giữa lưng thì tầm 1m4, còn sau khu 1m40 mấy anh chị, một màu đỏ mặt luôn. Đó, lâu lâu mới có sở hữu những con bò lớn anh chị. Rồi em vô quay thằng con đó, một màu đỏ mặt luôn anh chị, đúng yếm phùng phình luôn. Đó, chân móng đó, đó, thùng thình luôn. Đó, rồi thêm một con cặp chữa 7 tháng nữa nè anh chị ơi. Đó, hồi tối quay thì nó hơi mờ anh chị, ban ngày quay thì rõ hơn. Bò thì ăn uống như cái máy luôn, à, cũng lông nữa cả. Đó, mẹ con ôm chữa lại luôn đó. Rồi cọp chữa này, chữa 3B, chữa lướt 2 trên 7 tháng anh chị. Nó lưng thẳng đòn dài, thùng to, một màu đỏ mặt, bốn chân là 8 móng sò, bốn bản bốn vú đều, đuôi một chùm luôn. Đó, thì anh chị cần những con bò giống thì liên hệ chạy. Bò thì ăn uống khỏi chê anh chị ơi, mình đầu to miệng rộng phía sau. Đó, ăn như cái máy luôn nha anh chị. Đó, chân móng lên vậy con dạo. Rồi chữa là chữa 3B nha anh chị, chữa lứa 2, bò này tầm thứ 3 nha anh chị. Rồi anh chị cần những con bò giống thì liên hệ chạy nha anh chị, mẹ con rồi đó.